Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu vực dân cư, ven sông, ven suối có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, xa lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Theo đó, từ nay cho đến sáng ngày 5 tháng 7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to trên 250mm, Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, ven suối. Khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, xa lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.